cho các bạn là thành công. Và các bạn thấy rằng chính là video này rất là dài, và mình xin cảnh báo trước khi các bạn tiếp tục xem video này, đó chính là đây không phải là một video thông thường trên kênh của mình. Video này mình hoàn toàn không có nói về chủ đề tài chính cá nhân hay là tự do tài chính hay là thị trường chứng khoán gì cả. Tuần sau mình sẽ quay lại nói về chủ đề đó. Video tuần này hoàn toàn không liên quan gì cả. Vậy thì video này liên quan đến chủ đề gì? Dành cho bạn nào chưa biết thì mình đã làm YouTube được 5 năm rồi các bạn ạ. 5 năm. Nhiều bạn sẽ bên đây bắt đầu vào kênh của mình bắt đầu kéo xuống bên dưới kiểm tra xem là video lần cuối mình đăng là khi nào. Thì nhận ra rằng đó chính là video đó mình đăng vào tầm tháng 10 năm 2019. Thực ra là trong quá khứ mình làm rất là nhiều video, nhưng mà mình đã ẩn nó đi rồi. Cho nên các bạn sẽ không tìm thấy video cũ đâu. Và đương nhiên lát ở phần cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem lại những video đó. Ở video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những cái bài học mà mình rút ra. Tại sao mình lại xài từ những chứ không là một con số cụ thể, là bởi vì khi mình quay video này mình hoàn toàn không có một cái đoạn script để mình đọc theo gì cả. Mình có gì trong đầu mình nói ra mà thôi, cho nên thật sự là mình cũng không biết là mình sẽ nói ra bao nhiêu bài học. Lúc mình edit video này thì mình sẽ để cái cắt mốc thời gian á, thì bạn sẽ biết được rằng có bao nhiêu bài học, thì bạn xem là sẽ thấy. Trước khi mình chia sẻ bài học của mình thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đang xem video ngày hôm nay đã luôn luôn ủng hộ, đã đăng ký kênh, đã dập nát nút like, đã bình luận phê phán góp ý chỉ trích, nói chung là đủ thể loại. Kênh Thành Công TC sẽ không được như ngày hôm nay nếu mà không có sự góp mặt của mọi người, cho nên mình hoàn toàn xin chân thành cảm ơn. Mình biết là cái mở đầu nó hơi dài rồi, vào video nào. Lần đầu tiên mình biết đến YouTube đó chính là khoảng tầm năm đâu đó, năm lớp 7 gì đó. Thì cái kênh đầu tiên mình theo dõi và cũng đăng ký và cũng dập nát nút like đó chính là kênh của anh JV Evermind. Năm lớp 7 mình mới được xem YouTube đó các bạn, tại vì nhà mình có internet là tầm năm lớp 6, và lúc đó thì internet có cái gì đâu. Mình lên đó cũng qua chơi đấy, là có Yahoo, Ola thôi. Nhưng chung là mấy cái đời 8X, 9X rồi. Và có thể nói rằng là anh JV là idol đầu tiên trong cuộc đời của mình. Và mình muốn trở thành một người anh ta. Mình muốn làm những video vlog chia sẻ vui vẻ, giải trí như vậy và chia sẻ với mọi người. Mình muốn, có thể là muốn sự chú ý của mọi người chẳng hạn. Mình luôn có một nỗi sợ, đó chính là làm video lên không ai xem, hoặc là mình làm nó nhạt quá, mình không có nhiều muối như anh JV. Thế là mình không giờ làm. Trong những cái năm đầu tiên mình đi du học thì bắt đầu những cái streamer ở Việt Nam bắt đầu nổi lên, như là PewPew nè, Misty nè, Virus nè. Cái giai đoạn đó là mình đã bắt đầu hứng thú muốn làm YouTube nữa. Thì mình lại nghĩ đến, chứ là bây giờ ai cũng làm streamer rồi, còn ai xem YouTube đâu. Những cái người nổi tiếng như là JV nè, Hime nè, những cái anh chị đó là như là nổi tiếng hết rồi, bây giờ mình tham gia là làm gì mà cạnh tranh nổi. Và mình tiếp tục tìm ra mọi lý do để mà không quay cái video đầu tiên trên YouTube của mình. Mãi đến cuối năm 2 đại học của mình thì mình mới bắt đầu đăng video đầu tiên lên mạng xã hội, nói về cái cách học hiệu quả. Mình biết mình là một thằng nerd. Sau này khi mà TikTok phổ biến thì có thể nhiều bạn Gen Z sẽ nhìn vô lại, trời có gì đâu, đăng video có gì đâu bạn. Nhưng mà mấy ông lúc đó nó không có phải như vậy đó. Đối với mình lúc đó nó không có một cái việc đơn giản, bởi vì mình không biết edit video, mình không biết cái quái gì, mình không biết quay video như thế nào. Mình phải quay camera trước cái điện thoại của mình. Mình coi như là một người không biết bất kỳ thứ gì liên quan đến video. Mình chỉ biết là ok, mình thích làm video đó, mình muốn cung cấp giá trị cho mọi người, cho nên mình sẽ quay video chui về đó. Và thậm chí là mình còn nói tiếng Anh trong video đầu tiên của mình nữa cơ. Và nó rất là tệ. Sau 30 ngày đầu tiên mình đăng video lên thì mình được đâu đó khoảng hơn 300 người xem. Và mình khá chắc là một nửa trong cái số này là bạn bè mình và bản thân mình. Hoặc là một nửa còn lại đó chính là họ bấm lộn video mình, họ thoát ra. Nói chung là video khá là tệ. Và trong 12 tháng tiếp theo là năm 3 đại học của mình đó các bạn, mình đăng video hàng tuần. Mình không có bỏ lỡ bất kỳ tuần nào cả. Mình đăng lên coi như là mình thử rất là nhiều thể loại video. Mình thử từ vlog, mình thử bắt đầu những cái đoạn đối thoại hài kịch, mình thử những cái tip. Và mình đố các bạn là sau một năm kiên trì làm YouTube, đăng video hàng tuần, không bỏ bất kỳ cái tuần nào, thậm chí là trong cái tuần mình bận te tua te tả, mình vẫn cố gắng quay một video không edit gì cả, đăng lên mạng không ai xem. Mình vẫn không có bỏ lỡ bất kỳ cái tuần nào. Các bạn có biết mình có bao nhiêu người đăng ký không? Hãy dừng video lại và đoán thử xem nào. 134 người đăng ký, và 7 trong cái số này là account của mình. Và thật sự là mình rất là muốn từ bỏ cái cuộc chơi này. Thì lúc này Jenny, đây là một người bạn học trung học với mình, bạn ấy nói rằng là ê, tôi thấy ông chia sẻ kiến thức tài chính cũng khá dễ hiểu đó, ông giảng bài tôi khá dễ, ông giải lúc nào tôi cũng hiểu cả, cái kiến thức vĩ mô khó như nào ông nói cũng rất là dễ hiểu, hay ông làm thử làm video nói về tài chính xem sao. Mình đánh đo rất là nhiều và mình làm. Thế là video mình review FinHay chính thức ra đời. Và một tuần sau khi video được lên sóng, mình có 1,000 view. 1,000 view là nó các bạn à, các bạn biết không? Bây giờ các bạn đăng TikTok mà trong vòng một ngày mà không được 1,000 view là các bạn kêu là video flop video. Một tuần mình có 1,000 view. Đây là cái view, số lượng view mà cao nhất từ trước đến giờ. Sau một năm làm YouTube của mình, mình có được 1,000 view. Đối với các bạn, có thể là 1,000 view nó ít, nhưng đối với mình, đây là một cái
thành công rất là lớn. Và mình ngay lập tức tiếp tục làm video về tài chính. Và nếu bạn nào mà tò mò thắc mắc không biết là một tháng đầu tiên video FinHay có bao nhiêu người xem đó, thì có khoảng 27.000 người xem. Video mình đăng lên trong một tháng mà có 27.000 người xem là một thành công lớn nhất trong cuộc đời của mình. Thật sự bây giờ mình nghĩ rằng là bây giờ mình, các bạn đăng video TikTok một tháng trời mà chưa được 50.000 người xem hoặc 100.000 người xem là các bạn cho rằng là video flop đúng không? YouTube nó hoàn toàn khác bạn à. Mình không thể nào mà có thể diễn tả được cái sự vui mừng vào thời gian lúc đó. Và mình cho rằng có rất là nhiều bài học các bạn đã rút ra trong một năm đầu tiên mình làm YouTube. Có thể đến từ là không từ bỏ nè, luôn luôn kiên nhẫn và vượt qua cái trở ngại nè, hãy luôn kiên trì và đăng video thường xuyên nè. Có rất nhiều bài học. Tuy nhiên cái bài học lớn nhất mình rút ra cho bản thân mình trong năm đầu tiên mình làm YouTube đó chính là you will miss 100% of the shot that you don't take. Dịch nôm na là khi bạn không làm một cái gì cả, tỷ lệ bạn trượt là 100%. Cái bài học này nghe qua thì nó hơi self-help một tí xíu, nó giống như là mấy cái đa cấp làm giàu vậy các bạn. Nhưng mà thật sự nếu mà mình không làm video về chủ đề tài chính thì có lẽ là sẽ không có kênh Thành Công TC như ngày hôm nay. Một trong những lời khuyên mà nhiều bạn trẻ sẽ nhận được đó chính là hãy tìm một người mentor tốt. Và khi mình kéo xuống phần bình luận của các video khuyên là đi tìm mentor đó, thì lại gặp rất là nhiều bình luận như thế này, đó chính là cái quan trọng là tìm đâu ra người mentor tốt, hoặc là có ai chịu mentor mình đâu. Mà lỡ nhắc đến chủ đề mentor rồi thì mình sẽ nói một tí xíu về cái chủ đề này. Thì bản thân mình có rất là nhiều người mentor khác nhau, và đồng thời cũng đã mentor rất là nhiều người khác nhau. Cho nên mình có thể nói rằng việc tìm một người mentor không có khó như bạn nghĩ đâu. Đối với mình, mentor không cần phải là những cái người mà gọi là siêu giàu, siêu giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó. Họ chỉ cần đơn giản là những người có kinh nghiệm đi trước bạn trong cái lĩnh vực mà bạn muốn theo đuổi mà thôi. Những người mentor của mình đến từ đâu? Đó chính là những người giáo sư dạy của mình. Đó chính là những người dạy học trên trường của mình. Làm sao để kết nối với thầy cô của mình? Hả? Thì bạn giơ tay phát biểu, rồi bạn đến phòng giáo viên hỏi thêm về bài tập, hỏi thêm về chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu. Rất là đơn giản các bạn à. Một trong những câu hỏi mình hay hỏi lại những cái bạn mà không tìm được mentor đó chính là: bạn đã thử liên lạc với người đó chưa? Hoặc là bạn có cái giá trị gì cung cấp cho họ hay không? Và cái câu trả lời mình hay được nhận lại nhất đó chính là: em sợ người ta bận, người ta không trả lời tin nhắn email của em. Người ta bận là một điều chắc chắn. Người ta có thể không trả lời email của các bạn, nhưng mà các bạn 100% sẽ không nhận được phản hồi nếu mà các bạn không gửi email. Mình nghĩ rằng cái chủ đề tìm một người mentor tốt hay là làm cách nào để tìm mentor là một cái chủ đề mình sẽ để cho một video trong tương lai nếu mà nhiều người quan tâm. Chứ mà mình nói nữa sợ lạc đề video này mất. Có thể nhiều bạn không tin, nhưng mà khi mà mình bắt đầu coi như là nổi tiếng trên YouTube thì mình cũng xác định đây là một cái ngắn hạn mà thôi, chứ mình không thể nào mà liên tục ra những video triệu view, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi video được, đặc biệt là về chủ đề tài chính. Chính vì vậy mình tiết kiệm hoặc là đầu tư phần lớn số tiền mình kiếm được từ YouTube vào thị trường chứng khoán hoặc là chứng chỉ quỹ, thay vì là mình tự thưởng cho bản thân những cái chuyến đi du lịch xa hoa hoặc là những cái món vật đắt tiền rồi đăng lên mạng xã hội. Và các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy điều này thông qua các mạng xã hội của mình trên Instagram hoặc là Facebook. Gần như là mình không có đăng những cái chuyến đi chơi xa xỉ hoặc là mua những cái đồ hiệu đắt tiền trên mạng xã hội, bởi vì mình không có làm những điều đó. Tiền mình đầu tư hết rồi. Mình nói như vậy không có nghĩa là kêu các bạn là đừng xài tiền hoặc là tiết kiệm chi tiêu giống như mình. Mình cho rằng là cái việc mà các bạn kiếm ra nhiều tiền và các bạn dùng những số tiền đó để mà tự thưởng cho bản thân những cái chuyến đi du lịch, những cái món quà mà bạn hằng mong ước là một điều hoàn toàn hợp lý. Bởi vì các bạn phải tự thưởng bản thân thì các bạn mới có động lực thêm để mà kiếm thêm tiền, đúng không nào? Bản thân mình chỉ đơn giản đó chính là mình không có thời gian để đi chơi, hoặc là cũng không có thích đồ hiệu, bởi vì mình cho rằng đồ hiệu là một cái thứ gì nó không có phù hợp với mình, cho nên mình không làm như vậy mà thôi. Đó là bản thân mình. Và đương nhiên là mình có những cái kế hoạch trong tương lai nữa. Bản thân mình tiết kiệm và tái đầu tư với một suy nghĩ duy nhất, đó chính là trong tương lai khi mà YouTube nó không còn mang lại thu nhập nó quá cao nữa, thì cái khoản tiền này nó sẽ là một cái khoản tiền dự phòng cho phép mình có thể tiếp tục làm video mà mình không bị áp lực về tài chính. Và đó chính là cái mà mình rút ra và chia sẻ cho các bạn, đó chính là tiền tuy không mua được hạnh phúc, nhưng tiền có thể giúp các bạn mua được thời gian hoặc là mua được những thứ làm bạn hạnh phúc. Và hy vọng lúc đó bạn sẽ hạnh phúc. Có bao giờ các bạn thắc mắc là những người nổi tiếng như là ca sĩ, diễn viên, những cái buổi cát xê của họ, một buổi họ xuất hiện thôi là họ được trả hàng chục triệu, nhưng mà vẫn đôi khi bị bắt gặp là quảng cáo cho những cái sản phẩm nó vả vẩn không? Và thậm chí là có những cái streamer quảng cáo cho những cái website cờ bạc không có lành mạnh gì cả. Thì theo mình là nó có hai lý do chính cho vấn đề này. Đầu tiên đó chính là họ kiếm được đồng nào họ tiêu đồng đó. Họ thấy cái việc kiếm tiền rất là đơn giản, và đôi khi là họ không có quản lý chi tiêu cẩn thận. Họ tận hưởng những cái chuyến du lịch xa hoa, họ mua những cái món vật đắt
tiền hàng hiệu để mình đăng lên mạng xã hội để mà có thể câu view, câu like gì đó cho mọi người trầm trồ vào khen, nhưng mình không biết. Tuy nhiên thì mình nghĩ phần lớn là sẽ phụ thuộc vào lý do thứ hai, đó chính là họ không có một cái kế hoạch tài chính nó rõ ràng, họ không biết là khi nào là đủ với họ, dẫn đến đó chính là họ cứ tập trung kiếm tiền, họ cứ kiếm nhiều nhất có thể chứ họ không biết là nên làm cách nào để mà có thể giúp số tiền này nó sinh sản nhiều hơn, hoặc là không biết nơi nào đầu tư nó an toàn. Chính vì vậy họ cũng sẵn sàng bỏ những số tiền họ kiếm được vào những cái tài sản đầu tư nó rủi ro, và dẫn đến đó chính là họ mất trắng số tiền này, hoặc là đơn giản là họ mua đất. Và bạn biết được rằng đất Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây nó tè tôi như thế nào rồi đó. Theo mình là có hai lý do chính như vậy. Và khi mà mình đã có cái kế hoạch cụ thể và mình không còn bị áp lực tài chính quá nhiều nữa, nó đã cho phép mình sự tự do trong cái việc gì? Trong cái việc đó chính là quảng cáo cho các bạn những cái sản phẩm mà mình thật sự tin dùng và thật sự yêu thích nó đến các bạn, thay vì là quảng cáo cho những cái nhãn hàng trả tiền mình nhiều nhất. Mình có thể chia sẻ với các bạn rằng đó chính là có rất là nhiều dự án crypto, sàn giao dịch lừa đảo nhắn tin cho mình mỗi deal có thể lên đến 3-4 ngàn đô. Mình từ chối, mình không có chấp nhận. Mình biết là bên ngoài kia có rất là nhiều người sẵn sàng nhận tiền những cái đồng tiền crypto với á vẫn quảng cáo cho các bạn, hoặc tệ hơn đó chính là những cái dự án lừa đảo quảng cáo đến với các bạn. Và trong video ngày hôm nay mình cũng hoàn toàn là không có muốn nêu tên cụ thể bất kỳ ai trong cái ngành này, bởi vì mình cho rằng là những bạn mà đã có kiến thức, đã theo dõi kênh mình thì cũng đã có đủ nhận thức để biết được rằng đó chính là ông nào quảng cáo hàng với á vẫn và ông nào đang quảng cáo hàng tốt, đúng không nào? À, tiện đang nói về những cái sản phẩm nó vớ vẩn vẩn thì đó cũng chính là lý do tại sao mình tạo ra khóa học của mình, bởi vì cái đó là sản phẩm của bản thân mình tạo ra, mình biết được chất lượng nó như thế nào, mình hoàn toàn có thể kiểm soát được. Bởi vì khi mình đi quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào, bất kỳ nhãn hàng nào, mình chỉ là người quảng cáo mà thôi, mình hoàn toàn không thể nào mà kiểm soát được cái chất lượng mà dịch vụ mà họ cung cấp cho các bạn. Những cái nhãn hàng mình quảng cáo nó vô tình làm ăn vớ vẩn vẩn thì ảnh hưởng đến tên tuổi của mình. Và một điều nữa đó chính là nếu mà cái sản phẩm khoa học của mình nó thành công, mình không còn phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo nữa, thì mình không còn phải đi nhận tiền của bất cứ ai để mà quảng cáo những sản phẩm của họ. Thì đó chính là cái mục tiêu của mình, tại sao mình lại làm ra cái khóa học đầu tư. Và đương nhiên nói đến đây thì mình hy vọng các bạn cũng đừng có nên chi tiêu vung tay quá trán, mà hãy tập trung vào đầu tư và tiết kiệm nha. Và những bạn nào có thắc mắc là không biết là TC có trở thành full time YouTuber hoặc là bán hàng trên TikTok hay không, thì câu trả lời ở thời điểm hiện tại đó chính là không. Mình hoàn toàn không có ý định biến YouTube trở thành một công việc toàn thời gian của mình. Lý do đơn giản đó chính là mình đang làm YouTube vì đam mê, chứ không phải là vì nó mang lại thu nhập cho mình. Và các bạn tin mình đi khi mà nói rằng khi mà các bạn biến một cái công việc đam mê trở thành một cái nguồn thu nhập chính đó, các bạn sẽ không còn thoải mái tận hưởng cái quá trình làm ra nó nữa. Đương nhiên là các bạn sẽ vẫn thoải mái khi mà tạo ra sản phẩm, nhưng mà nếu mà nó không có đạt được kỳ vọng như bạn mong muốn đó, mà còn bị áp lực thêm tài chính đó, thì nó sẽ khiến bạn rất là mệt mỏi. Thực ra trong quá khứ đã có một cái khoảng thời gian mình suy nghĩ, mình dự tính là sẽ trở thành full time YouTuber, đó là chính là vào gần cuối năm 2021. Các bạn coi short của mình á, cái đợt đó mình ra video liên tục, ra một ngày như là một tuần mình ra 4 video, coi như là 3 video short, 1 video dài, mình ra liên tục trong một tháng, kênh của mình tăng trưởng cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà nó quá nhiều công sức, nó quá nhiều, mình bị áp lực quá nhiều về tài chính, mình phải có quá nhiều việc làm, và nó làm cho mình không còn tận hưởng YouTube nữa. Bởi vì những cái video mình làm ra, các bạn thấy là mình làm ra, mình đầu tư thời gian nghiên cứu những cái dữ liệu rất là nhiều, những dữ liệu mình làm ra mà ở Việt Nam không dễ kiếm được, mình phải toàn làm những nghiên cứu đó, dẫn đến chính là video mình đã thường kéo dài hơi tốn thời gian để mà ra video. Đương nhiên mình cũng cố gắng ra video hàng tuần cho các bạn. Mình còn nhớ cái cuối năm 2021 đã có giai đoạn mình kiếm gần 100 triệu từ quảng cáo YouTube. Từ quảng cáo YouTube nha, nó chưa tính những cái quảng cáo bên khác nha các bạn, nó rất là nhiều. Nhưng mà mình thật sự không có tận hưởng cái thời gian làm YouTube lúc đó. Mình làm bởi vì mình muốn kiếm tiền, cho nên là mình không còn tận hưởng cái quá trình mình làm video nữa. Và chính vì như vậy cho nên thời điểm hiện tại là mình không có coi YouTube là một cái công việc chính. Mình làm YouTube đơn giản là vì đam mê, mình muốn chia sẻ kiến thức cho các bạn. Và dành cho các bạn nào không biết thì hiện tại mình đang quản lý rủi ro cho một cái ngân hàng bên Mỹ. Mình đang quản lý danh mục đầu tư của họ khoảng 200 triệu đô. Đó là công việc chính của mình, chứ không có phải là YouTube. Ủa TC, nếu ông nó không làm YouTube thì tại sao lại bỏ quảng cáo vào video về TC? Mình bỏ quảng cáo vào video của mình với lý do là cho YouTube nó tiếp tục quảng bá video của mình đến nhiều người hơn mà thôi. Nếu mà nhiều người xem video của mình mà mình không cho bất kỳ nhà đơn vị quảng cáo nào bỏ quảng cáo vào video của mình, thì làm sao YouTube kiếm được tiền? Và YouTube không thích điều này, cho nên là
mình bỏ. Và nếu các bạn để ý thì mỗi video mình chỉ để từ 2 đến 3 quảng cáo mà thôi, chứ mình hoàn toàn không để 5 tới 10 quảng cáo như là nhiều kênh bên ngoài kia. Mình để quảng cáo vào video với lý do đơn giản là như vậy mà thôi. Và đó cũng chính là một cái bài học mình rút ra sau 5 năm làm YouTube, đó chính là nếu mà các bạn làm việc vì đam mê thì đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc. Có thể các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền trong cái quá trình theo đuổi đam mê này. Tuy nhiên mình muốn các bạn đừng có đặt cái vấn đề tài chính lên trên cái đam mê này. Bởi vì khi mà các bạn đã đặt cái vấn đề tài chính lên trên đam mê thì các bạn sẽ không còn làm việc vì đam mê nữa. Và mình chia sẻ thành thật với các bạn rằng nếu mục tiêu mình là kiếm tiền nhiều nhất có thể trên YouTube thì mình sẽ không có đi theo cái hướng mà chia sẻ kiến thức đâu. Mình sẽ đi theo cái hướng là affiliate, đưa những cái link đến những cái sàn giao dịch cho các bạn. Các bạn đăng ký tài khoản đó, các bạn giao dịch sử dụng cái đường link đó, mình sẽ ăn hoa hồng, mình kiếm rất là nhiều tiền các bạn nào. Các bạn đấy là chính là tại sao mà bên ngoài kia có rất là nhiều YouTuber lại quảng cáo và đưa link quảng cáo những cái sàn giao dịch là như vậy. Bởi vì khi mà các bạn tạo tài khoản sử dụng những đường link đó, các bạn giao dịch, họ sẽ ăn hoa hồng. Và đương nhiên là việc này hoàn toàn hợp lý, chứ mình không có chơi cách gì nha. Tại vì đơn giản là họ giới thiệu khách hàng thì đương nhiên là họ ăn hoa hồng trên khách hàng là bình thường thôi. Tuy nhiên nếu mà mình muốn kiếm tiền thì đó sẽ là cái cách mình đi, chứ mình sẽ không có đi theo cái hướng mà mình đang làm hiện tại, đó chính là chia sẻ kiến thức một cách nó không có nhiều view cho lắm. Thực ra còn một lý do nữa, đó chính là mình không muốn con cái trong tương lai nó nói mình là ba mẹ làm YouTube mà không cho con đi theo con đường này, mà cứ bắt con đi làm bác sĩ, bắt con đi học luật sư, mà bắt con đi vào con đường học vấn như vậy. Cho nên là mình cũng không có muốn trở thành một cái ví dụ xấu cho con mình trong tương lai, mà mình muốn chứng minh cho nó rằng đó chính là con không cần phải trở thành YouTuber nổi tiếng, con vẫn có thể sống ok được. Các bạn cứ tưởng tượng đó chính là một người mẹ làm sugar baby sẽ bắt đầu trong tương lai nói với con mình, khuyên với con mình là đừng có nên đi làm sugar baby, thì liệu nó có nghe được không? Hoặc là ba mẹ của mình làm bán hàng TikTok nổi tiếng đi, bán hàng rất là nhiều trên mạng xã hội đi, bắt đầu khuyên là con ơi sau này đừng có làm TikTok nữa mà đến có một cái công việc nó ổn định đi, thì liệu nó có nghe theo hay không? Cho nên là mình không thể nào mà bỏ học xong bắt đầu mình đi làm YouTuber. Mình phải có một công việc ổn định để sau này mình có thể dạy cho con mình một tí xíu. Mình cho rằng là cuộc sống nó sẽ phần thưởng cho những người nào có một cái tầm nhìn dài hạn thay vì là tầm nhìn ngắn hạn. Có rất là nhiều người bên ngoài kia, đặc biệt là các bạn trẻ, và đã từng có mình, đó chính là tranh thủ kiếm tiền nhiều nhất có thể. Và thì hiện tại bất chấp mọi phương thức kiếm tiền, có thể là từ sạch sẽ đến dơ bẩn, sẵn sàng quảng cáo cho những cái đơn vị nó không có tốt đẹp gì để mà có thể kiếm tiền ngắn hạn. Mình cho rằng vẫn còn một số lượng khá là lớn trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta vẫn có suy nghĩ ngắn hạn, hơi ngắn hạn một tí xíu, từ bên ngoài cho đến lên mạng xã hội. Bài học cuối cùng trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cũng là cái bài học mà mình được rút ra gần đây nhất, mình mới ứng dụng nó đầu năm ngoái mà thôi, đó chính là làm việc đội nhóm nó sẽ tốt hơn là làm việc một mình. Và những bạn nào không biết thì tất cả các video trên YouTube đều là do tự tay mình edit cả. Và mãi đến đầu năm 2023 mình mới bắt đầu thuê một bạn editor. Và bạn này là một bạn học cũ của mình, cho nên mình tin tưởng nó. Sau này thì nó không còn làm cho mình nữa, mình thuê bạn khác. Còn từ trước năm 2023, bản thân mình là một mình một kênh Thành Công TC. Mình edit video, mình quay, mình lên script, mình lên nội dung, mình làm mọi thứ từ A đến Z. Cái lý do tại sao mình không thuê editor không phải là mình muốn tiết kiệm tiền, ok, không phải lý do, không phải lý do như vậy, ok. Mặc dù là có một tí xíu, nhưng không phải lý do như vậy, ok. Mà lý do chính đó chính là bởi vì cái video, các video nội dung của mình nó hơi chuyên môn về tài chính một tí xíu. Và các bạn để ý các video của mình bỏ rất là nhiều số liệu, rất là nhiều hình ảnh Excel tùm lum tà la. Và mình cho rằng là mình phải dành thời gian ra dạy thằng editor này hả, nó rất là khó. Và trong đầu mình nghĩ rằng nếu mà mình tự edit mình mất khoảng 8 tiếng một tuần, tại vì mình đã edit 3 năm 4 năm chờ rồi các bạn, cho nên là một video mình chỉ edit khoảng 8 tiếng một tuần thôi. Xong bắt đầu bây giờ mình phải thuê một thằng edit mà mình phải sửa cho nó. Cuối cùng là nó có giảm việc cho mình hay không, hay là tăng thêm công việc cho mình đó. Cho nên mình đã tốn rất là lâu để mà tìm ra được một người editor cho kênh của mình. Và ở đây thì mình sẽ liên kết lại bài học đầu tiên, đó chính là nếu mình không thử làm sao mình biết được không nào. Đương nhiên là trong cái giai đoạn thời gian đầu làm việc với mình thì cũng phải mất 1-2 tháng để mà có điều chỉnh, để cho editor nó hiểu được cái cách mình muốn edit video, thì đương nhiên là vẫn tốn thời gian. Tuy nhiên là mình học ra một bài học, đó chính là 1+1 tuy không bằng 2 nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ lớn hơn 1. Thì editor của mình có thể là nó không phải là hiệu quả 100% như là mình là 1+1 = 2, nhưng mà chắc chắn 1+1 nó sẽ bằng 1.5, 1.7 đó. Và chắc chắn 1.7 nó vẫn lớn hơn 1. Và quả thực là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau là có thật. Mình thấy rằng là có khá là nhiều bài học trong cái video ngày hôm nay. Mình nói mình
mình trích dẫn rất là nhiều người tôi bên ngoài kia, nghe nó khá là self-help một tí xíu, nhưng mà đó là chính là những cái bài học mình rút ra, và mình muốn bản thân mình cách đây 5 năm vẫn tiếp tục áp dụng những cái bài học mình đã nhắc trong video ngày hôm nay. Video này nó rất là dài và mình thật sự trân trọng những bạn nào xem đến giây phút này của video. Mình biết là video này mình edit cắt xong nó lần thành bao nhiêu phút, mình hy vọng là nó không có quá 30 phút. Và để tri ân các bạn đã dành thời gian xem đến phút này của video thì mình sẽ để một cái danh sách ở dưới phần mô tả của video này, nó sẽ dẫn các bạn đến tất cả những cái video không liên quan đến tài chính mình đã từng up lên cái kênh này. Nó khá là nhạt, mình cảnh báo trước là nó khá là nhạt, nó khá là tệ. Cho nên các bạn xem, các bạn đừng có ném đá mình nhớ. Mình không biết là các bạn muốn ném đá không được. Mình nghĩ là các bạn xem đến phút này của video, các bạn hoàn toàn được quyền ném đá mình nếu các bạn muốn. Nói đến đây thì thật sự là mình chỉ có thể cảm ơn các bạn đã xem đến hết phút này của video, và hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Bye bye.